Tiếp theo từ cái nét sổ móc thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như sau. Sổ móc thì các bạn kéo một nét sổ thẳng xuống đi, nhớ là phần đầu, cắt nét cho mình nhé. Sau đó phần móc này thì các bạn nhớ cho mình phần gập với phần móc nó cũng đều như nhau cả. Và chúng ta ở đây ý mình nói đó là cái lực tay của chúng ta đều phải nhấn này. Nhấn ở đây thì dừng bút lại này. Đấy, có ai đánh các bạn đâu mà các bạn chạy nhanh thế. Các bạn nhấn ở đây. Đấy, xong các bạn đưa một đường nét móc nhẹ từ dưới móc lên trên từ phải qua trái và nhớ cho mình góc nó phải bên trong nó phải rộng nhá. Đấy, phải rộng cho mình. Hẹp nó không phải đâu, hẹp như này nó không phải đâu. Mà chúng ta phải bẻ này. Hồi phong này. Đưa nét nhẹ lên trên như này này, góc nó rộng là nhá. Tức là nó phải gấp đôi cái phần hẹp đấy thì nó mới ra chính xác. Và phần móc thì chúng ta không cần móc phải dài lên trên đâu. Không cần đưa quá cao lên trên đâu, chúng ta chỉ cần móc nhẹ nhàng lên trên là được rồi, đủ để nhìn thấy phần móc là ok. Vì phần móc này bao giờ cũng vậy, nó sẽ tránh chạm với những cái nét phía bên trên nhá, các bạn chú ý giúp mình nhá. Tiếp theo cái nét sổ móc thì các bạn xoay ngang ra nó thành nét ngang móc nhá, thì ngang móc nó cũng được viết giống như cái nét sổ móc đó. Nó chỉ khác đó là phần khởi bút nó sẽ không phải là sổ nữa mà nó sẽ là ngang, ngang dài từ trái qua phải. Còn phần móc thì chúng ta sẽ móc từ trên xuống dưới từ phải qua trái nhá. Tiếp theo từ một số những cái nét hiệu này sổ móc này thì có một cái nét nhầm lẫn với nó là cái nét cong móc này. Đấy. Nét cong móc này mình đã có các clip hướng dẫn rồi. Đó là gì? Đó là cái phần sổ phía bên trên này, khi các bạn cắt nét xong thì các bạn phải viết thẳng với cái phần móc phía dưới nhá. Để dựng cái nét của mình lên trên, tránh trường hợp nó không bị đổ nét nhá. Phần này này. Đây, thẳng với cái phần khởi bút xong đến đây chúng ta nhấn mà chúng ta viết một đường cong xuống, tức là cái phần thân này nó không phải sổ thẳng như này nữa mà nó sẽ phải hơi cong một chút xíu, đừng cong quá nhá, đừng cong như kiểu hình tròn như này nhá. Đến đây chúng ta móc nhẹ từ dưới lên trên, nhớ là phải thẳng hàng với cái phần đầu phía bên trên này nhá. Ok, tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp một cái nét gập nhá. Ở đây phần móc thì chúng ta tạm thời gác lại một chút, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái nét gập. Thì phần gập ở đây thì cái nét này nét khá là quan trọng, đó là nét phải gập nhá. Phải gập mình vẽ lại cho các bạn xem này. Cái nét này vì nói về đơn nét thì không làm sao cả. Nhưng mà nói về phải gập kép, ở đây các bạn có thể đoán ra rồi đúng không? Đó chính là bộ mịch. Thì cái bộ này bố cục của nó như thế nào, viết này thì làm sao cho nó hợp lý. Ở đây mình sẽ giải thích cho các bạn như sau. Phải gập này thì các bạn chú ý cho mình nhá. Phẩy thì các bạn ở đây chúng ta sẽ chú ý về cái nét thay nét động nó ở đâu. Vì hôm nay chúng ta về chủ đề của nó là nét thay nét động và đặc điểm của từng nét một. Chứ mình không hướng dẫn cho các bạn là cách viết của cái nét này như thế nào. Cách viết của cái nét này như thế nào thì các bạn phải lên mạng các bạn tìm, hoặc các bạn có thể vào kênh của mình, các bạn gõ cái phần tìm kiếm đó là cách viết của cái nét phẩy gập thì các bạn tham khảo nhé. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này, thay nét động của nó lại ở cái phần đầu này. Nhấn đi, một nét phẩy ngắn xuống mà. Đấy, phần gập thì các bạn nhớ cho mình rồi đúng không ạ? Đó là chúng ta sẽ tăng được bút lên ở phần gập và chúng ta đưa cái phần gập sang dạng H. Và đuôi của nét này chúng ta sẽ phải đuôi của cái phần gập này chúng ta sẽ phải viết nó nhọn lại. Đấy, nhọn lại nhá. Thì cái bộ mịch ở đây, bộ mịch đứng này, thì mình sẽ chia sẻ một chút về kiến thức này. Trên ngang 45 độ, dưới chéo. Giải thích tại sao dưới chéo, vì nó ở dưới nó có một nét hất ở dưới nữa đấy. Và hất này thì nó sẽ đi song song với cái phần gập này đúng không? Đấy nhá. Và bên trên sẽ được viết nhỉnh hơn một chút, bên trên được viết to hơn ra một chút này về phần kích cỡ của nó nhá. Ở dưới chúng ta sẽ viết nhỏ hơn một tí và chéo lên trên như thế này nhá.